Vâng, xin chào các bác ạ. Hôm nay em về được con âm ly thuộc dàn trung của hãng Technic. Con này là Technic SUC700. Máy thiết kế rất là đơn giản. Phía dưới hai đồng hồ vu và đèn quắc màu sáng, màu trắng rất là đẹp. Tính dưới là một nút vàng tăng giảm âm lượng. Bên này là nút chọn các chuột vào. Bên này là cần gạt tắt bật nguồn. Có một lỗ cắm tai nghe headphone vào. Con này có tích hợp sẵn luôn mạch giải mã DAC. Có thể chơi được trực tiếp từ máy tính hoặc là cổng quang hoặc đồng trục. Thiết kế rất là nhỏ gọn nhưng mà chất âm rất là hay các bác ạ. Các nào quan tâm có thể liên hệ qua Zalo em nhé. Mức giá là 24 triệu bao gồm tiền ship về từ Nhật về Việt Nam cho các bác. Vâng, em xin chào các bác ạ.